Sáng ngày 21 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Trần Thanh Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế xã hội, hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh ngày càng được tăng cường. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, đúng luật, công khai, dân chủ. Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024, bàn giao 303 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, công an đạt 100% chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng theo quy định. Tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao, công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm cho nhu cầu hoạt động của lực lượng vũ trang từng bước được nâng lên. Phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục được giữ vững. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang thành phố phải thường xuyên, chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình, tham mưu cho lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với quan tâm xây dựng, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố một cách đồng bộ, vững chắc. Các cấp, các ngành thường xuyên rà soát, đăng ký, quản lý, huấn luyện nhân lực, tàu thuyền dân sự, sẵn sàng tham gia đấu tranh, bảo vệ chủ quyền, biển đảo theo Nghị định số 30 và Nghị định số 130 của Chính phủ, kịp thời xử lý chính xác, hiệu quả, đúng pháp luật, các tình huống về an ninh chính trị, không để bị bất ngờ, thực hiện tốt công tác phối hợp trong hoạt động phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố, triển khai quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2025 đạt 100% chỉ tiêu, đặc biệt xử lý nghiêm số thanh niên chống khám, chống lệnh theo đúng pháp luật, chủ động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sát với đặc điểm địa phương, chú trọng huấn luyện các lực lượng kiêm nhiệm cứu hộ, cứu nạn, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, cho nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, triển khai xây dựng đề án, xây dựng trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự cấp xã giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo.